thời đại của nhân loại sẽ thay đổi. Ta sẽ là một vị tổng thống mới. Ta sẽ khiến cho con người bá chủ vũ trụ này. Nào, các công nhân hãy tích cực làm việc, sản xuất ra những thú máy robot phục vụ cho con người chúng ta. Nhanh đi, nhanh đi. Lắp đặt tất cả các chi tiết máy móc liên kết lại với nhau, sau đó đưa qua bộ phận hoàn thiện để họ hoàn thiện sản phẩm của chúng ta. Báo cáo, báo cáo. Bộ phận của chúng tôi đã hoàn thiện xong sản phẩm thứ 3. Nhanh chóng chuyển qua bộ phận kiểm tra lỗi và tiếp nhận sản phẩm mới từ bộ phận lắp ghép. Bộ phận kiểm tra lỗi không phát hiện bất cứ lỗi nào. Nhanh chóng chuyển sản phẩm tới bộ phận đánh giá và xuất xưởng. Tốt, tốt lắm. Sản phẩm đầu tiên của chúng ta rất là chất lượng. Nhanh chóng cho xuất ra ngoài, sẵn sàng chờ phục vụ chiến đấu cho loài người, thu phục cả vũ trụ này. Nào, thuộc hạ của ta, các ngươi nhanh lên đi, lập ghép những thứ này vào người của ta. Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Chủ nhân tay thành cameraman ơi, ngài nhặt những thứ này đâu vậy? Trong bọn chúng lạ quá, không rõ nguồn gốc. Lỡ đâu lắp vào người của ngài, ngài bị chập mạch điện, rồi không thể hoạt động được thì sao? Cái đám thuộc hạ này, các ngươi lo xa quá. Đây là những máy móc từ trên trời rơi xuống. À không, chắc có lẽ từ không gian vũ trụ rơi vào đây. Ta thấy bọn chúng rất là ngầu, rất là đẹp. Nếu lắp vào cơ thể của ta thì chắc chắn sẽ phá cháy bộ chét. Nhanh lên đi, lắp vào cho ta. Nhưng mà thư thủ lên. Cái lũ chết tiệt này, ta nói mà không nghe à. Bao lên đi. Được rồi, tất cả đẹp. Nhanh chóng sử dụng thiết bị cần thiết, lắp những thứ máy móc kỳ lạ này vào người của thủ lĩnh chúng ta. Ta biết ngay mà, sẽ vừa với ta và làm cho ta ngầu hơn, mạnh mẽ hơn. Thủ lĩnh tay tình cameraman ơi, ngài có cảm thấy ổn không? Ngài có chuyện gì khó chịu không? Ta cảm thấy thật là tuyệt vời. Bây giờ ta muốn giết, ta muốn giết, ta muốn gặp bất kỳ ai là giết chết kẻ đó. Khổ kiếp, các người chết hết đi. Này, Speakerman, Sirenman, hãy cho con người gọi ta tới đây có chuyện gì vậy? Tay tình TV Man à, có chuyện không ai xảy ra rồi. Thuộc hạ của ta tuần tra và phát hiện được bên phía của cameraman bị giết sạch. Và không ai khác kẻ gây ra chuyện này, đó chính là tay tình cameraman. Hả? Hắn giết chết thuộc hạ của mình hay sao? Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy? Nghe đâu, hắn thấy có những bộ phận máy móc từ trên trời rơi xuống. Hắn nhặt về và kêu thuộc hạ của mình lắp ghép vào cơ thể của hắn. Thì hắn trở nên điên loạn và tàn sát một cách không kiểm soát. Bây giờ thì tay tình máy chiếu, con rơi của hắn đang đi tìm hắn. Giờ thì tôi tập trung mọi người lại ở đây để tìm cách xử lý chuyện này. Ủa, tay tình TV Man, người đi bên cạnh cậu là ai vậy? À, xin giới thiệu với mọi người, đây là Titan Computer Man, tức là Titan máy tính đó, là một đứa con trai của tôi. Cấp bao, thủ thủ lên Speaker Man, có chuyện không hay xảy ra rồi. Hả? Có chuyện gì mà ngươi chạy giống như Tào Tháo rượt vậy? Mau nói cho ta nghe nào. Thưa thủ lĩnh, ở vùng thảo nguyên rộng lớn, đột nhiên từ trên trời xuất hiện những cái lỗ ánh sáng. Từ trong những cái lỗ đó đã bay ra những con quái vật bằng sắt thép to lớn. Bọn chúng rất dữ tợn, gặp bất cứ sinh vật nào bọn chúng cũng giết. Hả? Đó là lỗ thời gian mà. Không lẽ có chuyện không hay xảy ra với con người ở thế giới tương lai hay sao? Rồi bây giờ lũ quái vật đó là tràn về hiện tại của chúng ta. Chết tiệt thật. Được rồi, ngươi nhanh chóng quay về vị trí của mình đi. Nào, tất cả các tay tình, chúng ta gác qua chuyện tên Upgrade Cameraman lại đi. Đi lo chuyện này trước đã. Wow, wow, đau quá, cứu chúng tôi mời, Mẹ kiếp, bọn chúng ở đằng kia kìa, bọn chúng đang cố gắng giết những thuộc hạ của chúng ta. Mau tới đó xử lý và phá bọn chúng đi. Cơ thể của lũ quái vật này toàn bằng sắt thép không à, rồi còn bọn chúng đến từ đâu chứ? Cẩn thận. Hay lắm mọi người. Chúng ta đã hạ bọn chúng thành công rồi. Khổ kiếp, hình như bọn chúng không phải là những quái vật thực thụ, mà chỉ là những sản phẩm lắp ghép của ai đó mà thôi. Chết tiệt, không lẽ một thế lực nào đó
đang muốn hủy diệt chúng ta hay sao? Thôi được rồi, lo xong chuyện này, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua xử lý tin X-ray tại thành Kamenami. Nào, nhanh chóng đi tìm hắn thôi. Cha ơi, cha đâu rồi? Cha ơi, mau quay trở về đi. Cha bị sao vậy? Hả? Ông ấy ở đằng kia. Cha ơi, cha ơi. Giết hết. Trời đất ơi, ông ấy bị gì thế này? Cha ơi, là con đây. Tay tành mấy chiếu đây, đứa con rơi của cha đi. Mau, tháo hết những bộ phận không cần thiết mà cha mới lắp ghép vào, để cho cha được khôi phục lại đi. Khổ kiếp, ta sẽ giết chết ngươi. Dừng lại đi, là con đây. Cha ơi, không. Chết đi, dù rác rưởi các ngươi không xứng đáng tồn tại trên đời. Thế giới này sẽ thuộc về thế lực ngoài hành tinh bọn ta. Đằng kia, một rầy tay tình cameraman ở đằng kia, còn cả tay tình máy chiếu nữa kìa. Nhanh tới đó, giúp hắn một tay đi. Khổ kiếp, ở đâu mà đông thế đây? Chết tiệt. Một mình ta sẽ hủy diệt hết lũ các ngươi. Một rầy tay tình cameraman, hãy tỉnh dậy đi. Là chúng tôi đây, là đồng đội của cậu đây. Khổ kiếp, giết hết các ngươi. Lũ bẩn thỉu, ta là thế lực qua hành tinh trí tôn, ta không phải là đồng trang lứa đồng loại của các ngươi. Chết hết đi. Mẹ kiếp, tình ấm đây camera bên này, hắn đã bị chạm mặt, hắn đi rồi. Đừng có khuyên ngăn hắn nữa, bọn đánh vào trung tâm đầu não của hắn, để hắn mất kiểm soát đi, rồi chúng ta xử lý sửa chữa hắn sao. Giết. Lũ sâu bọ này, các người đông như thế mà chẳng làm gì được ta. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Mẹ kiếp, cái tên chết tiệt này, sao hắn khỏe dữ vậy? Một mình hắn sau khi nâng cấp đã chống lại năm chúng ta một lúc. Chết tiệt thật. Dài. Mọi người, sao mọi người lại tấn công tôi? TV-man, camera-man, cinema-man, con trai của ta, tên tành mấy chiếu, sao mọi người lại ở đây? Khoan, mọi người dừng tay lại đi. Hình như tên X-ray tên tành camera-man, hắn đã tỉnh rồi kìa. Chết tiệt, người không nhớ gì hay sao? Người sau khi kêu thuộc hạ của mình gắn những thứ gớm ghiếc từ trên trời rơi xuống lên cơ thể của người, thì người đã trở nên điên loạn, giết hết thuộc hạ của mình. Người còn tấn công luôn cả bọn ta. Cái gì? Trời đất ơi, có chuyện kinh hoàng như vậy hay sao? Ta không nhớ gì cả. Chắc có lẽ hắn đã liên kết với những thứ máy móc kỳ lạ này, rồi có một thế lực ngoài hành tinh đã khống chế hắn. Cũng may trong lúc chiến đấu, chúng ta đã đánh bật một cái sợi dây điện nào đó, khiến cho hệ thần kinh đã bị mất liên kết. Hắn quay trở lại, thật là may quá đi. Xin lỗi tất cả mọi người. Có chuyện gì xảy ra ở đằng kia mày? Hả? Đó là lỗ hổng thời gian mà. Hả? Chết tiệt. Không lẽ là cái lũ máy móc đó lại xuất hiện? Mau, tới đó. Chết tiệt. Là con rồng ba đầu mà chúng ta đã từng giết. Không phải. Lần này là cơ thể của nó đầy máy móc. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra mày? Mẹ kiếp, rõ ràng lần trước chúng ta đã hạ nó rồi mà. Rồi lũ con người tương lai đã xin cơ thể nó về để nghiên cứu cái thứ gì đó. Không lẽ sản phẩm này là do con người ở tương lai tạo ra? Và không lẽ tất cả những quái vật máy móc lần trước mà chúng ta đánh cũng vậy, cũng từ thế giới con người mà ra? Chết tiệt, mày là lũ khốn kiếp nhân loại đó, đang phản bội bọn chúng muốn hủy diệt chúng ta để chiếm lấy thế giới hiện tại này. Mẹ kiếp, nhanh lên, ông tập trung lại, xóa sổ thứ chết tiệt này đi. Mọi người cứ yên tâm, bây giờ tôi đã trở thành Upright Titan Cameraman rồi. Sức mạnh tôi tăng lên gấp 10 lần. Không có thế lực nào có thể hủy diệt được chúng ta được đâu. Nào, phụ tôi một tay, xóa sổ thứ máy móc chết tiệt này đi. Dài!
Nó bị chập điện rồi kìa. Hả? Cẩn thận mọi người. Mọi người có sao không?